Xin chào các em. Hôm trước thì chị đã chơi thử bộ đồ chơi đua xe của anh Tiểu Thúy. Chị thấy đấy là một bộ đồ chơi vô cùng chán luôn, không có gì thú vị và đặc biệt nó không phù hợp với chị. Cho nên chị đã đặt ra cho anh Tiểu Thúy một thử thách, đó chính là anh ấy phải tìm được một cái game nào đó phù hợp hơn với chị. Ngay lập tức anh Tiểu Thúy đã lên mạng và tìm được về một bộ đồ chơi xanh đỏ là đây game à. Bộ đồ chơi này chắc là chơi được nhiều trò chơi lắm bởi vì giá của nó lên đến gần 10 triệu đồng đấy game. Thực ra là giá của nó chỉ khoảng 8 triệu đồng thôi. Bộ đồ chơi này thì có tên là Nintendo Switch và bây giờ thì anh sẽ giới thiệu sơ qua về nó cho các em. Đầu tiên thì chúng ta có một cái máy này đây. Nó thì bao gồm hai thành phần. Thứ nhất là thân máy và hai cái Joy-Con. Hai cái Joy-Con này thì có thể gỡ ra như thế này. Giống như kiểu hai cái tay cầm đúng không? Ở trên này thì có rất là nhiều nút giúp chúng ta chơi game một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo là các phụ kiện khác như là một cái hộp, một cái dock này để kết nối giữa máy chơi game và TV thông qua cổng HDMI. Tiếp theo là một cái tay cầm để chơi game giúp chúng ta chơi game theo cách truyền thống. Khi mà gắn Joy-Con vào thì nó sẽ giống như thế này này nghe. Còn cái này? Cái này là hai cái phụ kiện để kết nối Joy-Con giúp chúng ta chơi những cái game hành động thì nó sẽ không bị tuột ra khỏi tay. Nhưng mà cái vấn đề chị thắc mắc là tại sao nó lại đắt hơn một chiếc máy tính bảng, trong khi nhìn sơ qua thì nó không bằng một chiếc máy tính bảng. Đầu tiên đó chính là cái màn hình của nó thì bé hơn cái máy tính bảng. Máy tính bảng chị cũng chơi được rất là nhiều trò chơi, chỉ cần tải về là chơi được thôi. Nhưng mà đây là chiếc máy được thiết kế trên nền tảng của Nintendo và nó có một hệ sinh thái rất là nhiều game. Tuy nhiên để chơi game thì em phải mua những cái thẻ game và sau đó gắn vào trong một cái khe này. Và những cái thẻ game đấy thì thường sẽ có giá rất là cao. Trời ơi, bao nhiêu tiền? Thường thì sẽ dao động từ khoảng 500 cho đến 2 triệu đồng một game. Một game? Vậy thì chị sẽ không bao giờ mua cái máy này và cũng không mua game luôn. Chỉ cần chạy qua đây và chơi ké của anh Tiểu Thúy thôi. Vậy thì chiếc máy này chơi như thế nào? Ở đây thì anh đã có sẵn một game rất là vui mà có thể chơi hai người. Bây giờ thì anh và chị Thơ sẽ cùng chơi thử cho em cùng xem nhé. Ok. Đầu tiên thì anh sẽ kết nối cái máy với cái TV thông qua một cái dock sạc. Như vậy thì có thể chơi game một cách dễ dàng hơn. Và nhìn màn hình nó cũng to hơn, cảm thấy rất là thực luôn em ạ. Đây là các trò chơi vận động rất là vui và có thể chơi được bằng cách là điều khiển cái Joy-Con này. Trò chơi này có tên là One Two Switch. Switch. Ok. Và anh nghĩ là để cho chiếc Joy-Con có thể an toàn hơn, hoặc là an toàn hơn trong mặt của anh và chị Thơ thì nên cột cái dây lại như thế này. Thôi đi anh Tiểu Thúy, sợ chị làm rớt cái này thì làm hỏng đồ chơi của anh ấy. Cho nên là anh bắt chị đeo vào cái này. Nhìn như thế này nó hơi quê một tí xíu. Trong cái trò chơi này thì có rất là nhiều mini game cho chúng ta lựa chọn. Và đầu tiên thì anh sẽ chọn một cái game gì đó vui vui trước đã. Đó chính là trò bắn súng. Và đây chính là hướng dẫn của trò chơi này. Các em hãy cùng xem qua. Hai chú này thì mô tả cho chị và anh Tiểu Thúy. Lúc này thì hai người cần phải nhìn vào mắt nhau. Và khi nào người ta nói là fire thì cả hai người cùng giơ tay lên và bắn. Bắn bằng cách là bấm một cái nút gì đó ở trên máy. Sau đó thì chiếc máy sẽ biết được là ai bắn trước và tìm ra được người thắng cuộc. Rất là đơn giản. Chiếc máy này tính toán rất là nhanh, ngay cả đến số giây lệch một tí xíu thôi nó cũng phát hiện ra luôn nghe mà. Ủa em chơi chưa mà em biết vậy? Nó cũng xem ở trên YouTube rồi. Rồi bắt đầu đi, sẵn sàng đi. Rồi ok, đã sẵn sàng. Hóa ra là chị Thơ đã được xem trước. Chị phải nghiên cứu, không là thua anh Tiểu Thúy thì sao em? Bây giờ hai người cùng nhìn vào mắt nhau. Sẵn sàng chưa? Lần này là anh bắn trước nhá. Chị Thơ đã là người thua cuộc, em nhìn kìa. Win, lose. Chị chỉ chậm hơn anh Tiểu Thúy một tí xíu thôi mà, một tí nhưng xíu mà, thôi. Em giơ lên xong rồi em lại bắn xuống dưới. Đúng rồi. Hóa ra chị Thơ ăn gian ở chỗ đó. Thôi đi. Thôi chúng ta cùng chơi lại. Như vậy là trong anh Tiểu Thúy ăn gian thì có tự nhiên nói chị ăn gian. Trong game đấu đầu tiên thì anh đã giành chiến thắng một cách rất là thuyết phục.
Không hề thuyết phục, chỉ nhanh hơn chị một tí xíu thôi. Đấy là gọi là ăn may. Nào, chuẩn bị lên ạ. Lúc này thì hai người cần phải đưa tay xuống dưới, giống như kiểu là cao bồi đang chuẩn bị tỉ thí súng vậy các em ạ. Đến với hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số bây giờ đang là 1-1. Ok. Không sao lần cả. Lần này thì các em hãy dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng nào. Hãy đặt niềm tin vào anh. Đừng đặt niềm tin nhầm chỗ khi mà. Cao bồi tiểu bảo bảo. Không, anh tiểu túi là lùn bồi tiểu bảo bảo. Lên ạ. Khi mà lên ạ thì chúng ta sẽ bấm nút này. Anh sẽ bắn mà không thèm nhìn chị Thơ luôn. Anh tiểu túi sợ nhìn vào mắt chị thì sẽ thua chị. Ai đây, các em hãy đoán coi. Phần thắng như vậy. Yeah. Không, mà mới chỉ bay không, không cần nhìn mà bắn cũng trúng luôn các em ạ. Quá đỉnh luôn. Xem nào, xem anh tiểu thúy hơn chị bao nhiêu nào. Ủa, tại sao lần này chị lại có thể chậm như vậy được ta? Quá chậm luôn. Nhìn này, 0.538 giây. 0.655. Bây giờ chơi thử thêm 2 ván nữa xem ai là người thắng. Ok, chúng ta sẽ chơi 4 năm, có nghĩa là ai đến năm trước thì sẽ thắng. Ok. Nhìn thẳng mắt anh này. Ready. Trigger có nghĩa là chị Thơ đã phạm luật. Anh tiểu thứ chơi đều. Nếu mà chơi đều ấy, anh đã bị phạt phạm luật. Thôi coi như ván này bị xí xóa. Xí xóa đi, đúng rồi. Thôi rất ra luôn. Anh tiểu thứ cũng vừa y hệt như vậy luôn em ạ. Ready. Các em nhìn có thể thấy là anh tay nhanh tay hơn chị Thơ rồi. Anh tiểu thúi toàn đưa lên trước thôi các em ạ. Thôi đổi chỗ đi. Khi nào mà người ta nói phai thì anh bắn ngay mà. Đó các em thấy chưa? Anh rất là nhanh, anh nhanh hơn chị Thơ hẳn 0.01 giây luôn. Rồi, tiếp luôn. Quick draw. Vị trí không quan trọng. Ủa, anh biết sao? Cái này bây giờ mới là cái của em. Rồi lúc nãy là em thắng, biết sao? Cái màu đỏ vẫn là của anh. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Bây giờ chúng ta sẽ thử sau khi đổi chỗ nó có nhận diện được không nhé các em. Thử nhé. Hết sức vô lý luôn. Ván này là bây giờ chúng ta sẽ thử là sau khi đổi chỗ xem là nó có nhận diện được, nó có biết được mình đổi chỗ hay không. Ok. Bây giờ em sẽ nhấn ok trước. Bây giờ một người bắn. Rồi ok. Em bắn đi. Quick draw. Bây giờ chị sẽ ấn ok trước, thử xem là chị ở bên đây hay là bên đây. Đó, lúc nãy chị thắng kia mà, đơn giản như vậy thôi. Lúc nãy chị vừa thắng tỷ số là bày ra cái trò đổi chỗ là cái gì? Làm người ta loạn hết cả lên. À, lúc nãy là hòa kia mà, hòa thôi. Rồi, bây giờ sẽ là ván cuối cùng. Ván cuối cùng, ván sau đó chúng ta sẽ chuyển qua một game khác thú vị hơn. Anh sợ quá. Ai thắng đây? Yeah! Đó là chị Nhi nha. Là anh kẻ thứ nhục chưa?
bây giờ em hãy hành động lại cái thao tác vừa rồi của em. Không, bắn súng mà bắn rồi. Anh kiểu thứ nhục chưa, chơi game mà thua con gái, bây giờ tìm cái trò nào để thắng đi. Chị mà. Ở đây chúng ta hãy cùng đến với một game đấu, một trò chơi khác. Ở đây thì còn rất là nhiều trò. Như là Samurai Training, Snake Die. Anh nghĩ là một trò nào đó đơn giản, khó hơn đi. Đây, chúng ta sẽ chọn cái trò có bốn quả ớt là khó đúng không? Cách chơi thì như thế này này. Các em có và chị Thơ có thể nhìn thấy nhá. Đây chính là cách chơi của chúng ta. Rồi, khi nào cái này rung lên thì phải giơ tay lên cái mà. Có nghĩa là bây giờ hai người cùng sẽ chạy, chạy cho đến khi gần với lá cờ. Sau đó khi mà chiếc Joy-Con này rung lên thì chúng ta sẽ giơ tay lên. Thậm chí là chị sẽ không biết khi nào là đến lá cờ luôn. Mình có cần ấn ở trên đây trong lúc chạy không? Không. Nào, hãy giơ cái Joy-Con thẳng lên. Em đứng lùi ra xa một tí. Em đừng đứng gần anh quá, anh sợ. Và nhanh tay hơn chị ấy nữa. Và thứ nhất anh Tiểu Thư đã thắng. Các em cùng xem lại kết quả này. Ôi trời, anh Tiểu Thư chạy nhanh vậy. Wow. Lúc nãy anh Tiểu Thư bảo chị lùi ra xa là có lý do lắm nhá. Bây giờ anh sẽ lùi ra xa này. Anh phải lùi ra xa đi. Cái này không quyết định được là. Không, lúc nãy anh Tiểu Thư đã bảo chị lùi ra xa. Không quyết định được tốc độ chạy. Rồi bây giờ chúng ta chơi tiếp nào. Bây giờ sẽ là game đầu thứ 2. Lần này anh đừng có dụ em lùi ra xa nhá. Chị ấn ok. Lần này anh sẽ ra xa hơn chị Thơ. Alright, let's go. Giữ cho Joy-Con thẳng nào. Nhanh hơn. Anh Tiểu Thư là con trai mà. Con trai thì sao? Con trai thì khỏe hơn. Đó thì gần tới rồi. Vậy bây giờ anh sẽ chấp em chạy trước 2 giây. Khỏi chấp, bây giờ là khỏi chấp khỏi luôn. Chị không thể chấp, anh Tiểu Thư chấp em mà. Ok. Đó, kỷ lục của anh là 5,28 giây đấy. Anh chạy rất nhanh luôn. Có vẻ như anh Tiểu Thư đã chạy mệt rồi. Bấm nút start cái là anh chạy. Không, em nhìn thấy Tiểu Thư chạy trước. Đó, anh Tiểu Thư chạy trước. Anh Tiểu Thư chạy trước. Nhưng mà trong cái game này khi nào người ta cho chạy không, anh mới được chạy. Không, anh Tiểu Thư chạy trước. Anh Tiểu Thư chạy trước. Mình sẽ chơi lại một ván quyết định. Ok. Lần này anh không phải chạy trước mà. Lần này ai mà về đích trước thì người đó thắng chung cuộc luôn. Anh phải chấp chị Thơ chứ không chị ấy sẽ trở thành chí phèo ngay trong tích tắc sau đây. Nói chung là chơi thắng con gái thì cũng không vẻ vang lắm đối với trò này. Nhưng mà lúc nãy chơi thua con gái thì hơi bị nhục em ạ. Alright, let's go. Chưa mà.
rồi, bây giờ em không để ý à? Không, quên. Thôi bây giờ chúng ta chừng chơi lại nào. Bỏ trò này đi, chơi trò khác, trò này thua hoài này. Trò này rõ ràng là không công bằng. Đây vẫn còn rất nhiều trò cho chị Thơ chọn. Trò nào dễ hơn đi. Chị mới chạy một chút xíu thôi mà chị đã cảm thấy rất mệt rồi game ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi trò có tên là Gen. Trò này thì cũng rất là vui. Chỉ cần tạo dáng theo người mẫu, sau đó giữ cho tay thẳng. Khi mà tay cử động, tay người nào cử động thì người đó sẽ thua. Cái Joy-Con này nó có một khả năng nhận diện ra được phản xạ của người đang giữ chiếc Joy-Con. Đó. Okay. Như chị trong hình, chị ấy đã bị rung tay và chị ấy đã là người thua cuộc. Trò này đòi hỏi chị Thơ phải rất là bình tĩnh, rất là kiên nhẫn. Chị là người bên này, còn anh Tiểu Thúy là chị bên kia. Chị bên kia lúc nãy đã thua thì bây giờ sẽ tiếp tục thua. Bây giờ chúng ta cùng tạo dáng giống như trong hình. Anh chị có cô. Mà chị ấy vẫn thua anh em ạ. Ủa? Rõ ràng anh Tiểu Thúy đã cử động rất nhiều mà. Đã là, đã là. Đó, chỉ còn nhiều hơn này, chỉ còn dài hơn. Nhưng mà em cử động tay trước. Có nghĩa là trò này là tạo dáng bất động. Ai mà cử động là sẽ thua. Đơn giản thế thôi. Em hiểu rồi. Em đừng có mà chơi gian nữa. Bây giờ em sẽ không chơi gian nữa, được chưa? Chơi như vậy ai dám chơi với em. Bây giờ chị sẽ không chơi gian nữa em ạ. Lúc nãy thì chị thử thôi, chị thử xem là cái trò này có công bằng không thôi. Bây giờ mới là chơi thật nha. Chơi thật. Thì hóa ra bạn ván ban nãy xí xóa. Xí xóa. Hay quá. 3, 2, 1, stop. Stop. Anh lại thắng. Sao chị lại như thế? Bởi vì chị Thơ chị không đứng yên được em ạ. Tại vì chị rất là nghịch, chị đứng yên thì chịu không được. Chị chỉ thích phá thôi. Ủa, tại sao anh Tiểu Thúy đứng yên vậy? Bởi vì anh là một người rất là kiên nhẫn, rất là nhẫn nại. Em còn muốn chơi lại không? Không, chơi trò khác đi. Mấy trò này chán quá em ạ. Nói chung là lúc nào chơi cũng thua cho nên là chị nghỉ chơi đâu. Chị trả lời game cho anh Tiểu Thúy. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích chiếc nếu như các em cũng không thích chiếc máy chơi game thì như chị thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em lúc sau. Vài game hôm sau thì anh sẽ cho chị Thơ tìm hiểu thêm một vài game nữa thú vị hơn để chị ấy có thể phục thù anh.